Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Chào mọi người. Đây. Mình với mẹ vừa mới đi chợ về. Đây. Và mẹ mua được một con cá chép giòn 3 kg. Đây. Bây giờ con này mình sẽ chế biến món gì mẹ? Con cá chép giòn này mẹ sẽ nấu món lẩu măng chua. Lẩu măng chua. Lẩu măng chua. Wow. Đó, bằng với thịt cá chép giòn đây. Rồi, mời mọi người cùng đón xem cái món ăn ngày hôm nay như thế nào nha. Rồi, cá này cô ba mới làm xong rồi, giờ cô ba rửa lại nước rượu ha. Đó, cho nó bớt cái mùi tanh của cá. Ở chỗ mình hiện tại giá thị trường của cá này là 140.000 một ký. Rồi, còn đây là xương heo, bây giờ mình sẽ bỏ vô nồi mình nấu để lấy nước lèo nha. Cục xương nào lấy hết chứ. Nói xương nhưng mà thấy thịt cũng hơi nhiều. Thịt nhiều. Rồi giờ mình đem con cá này ra mình lóc nó ra. Thì nhà mình hôm nay cũng có một vài người bạn đến chơi. Các bạn đoán xem đó là ai nha. Mình lóc cá ra xong rồi, giờ mình cắt lại miếng nhỏ 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 ha, vừa ăn ha. Tại vì cá này nó rất là dai, cho nên mình cắt sẵn ra từng miếng nhỏ để hồi mình gấp miếng nào mình ăn miếng nấy luôn, chứ mình không có dễ. Đó, đây. Giờ mình cắt làm miếng nhỏ nhỏ vậy nè. Rồi, bây giờ mình sẽ vớt xương ra. Theo như lúc đầu mình lấy xương cá mình hầm luôn chắc cũng được mà. Được, cần xương cái heo. Xương cá cũng được luôn. Rồi, giờ đây mình nhắc con đây. Rồi, giờ bắt đầu mình cho dầu vô, bắt đầu mình khử xả ngang dưới đây, khử đây, là hỗn hợp. Dầu đóng rồi, để xả vô. Tiếp theo là hành tím với tỏi băm. Xả nó vàng rồi, bây giờ mình sẽ cho cà chua, chiếc khóm vô. Cho nấm rơm vào. Còn đây là măng chua mình mua ở siêu thị các bạn. Mình về mình rửa sạch, sau đó mình vắt khô nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô luôn. Sau mình cho vô đường, hạt nêm, muối. Ủa sao mình không cho cái này vô cái nồi nước lèo rồi mình nêm luôn? Cái này cũng như mình cho vô đây đặng cho nó thấm cái măng này, cái măng với cà chua với nấm, biết không? Rồi bây giờ mẹ sẽ pha cái gia vị để mình nêm nước lẩu nha. Này sa tế này mình để nấu lẩu ngàn mọi người. Mình dùng hết một hũ luôn mà. Một hũ luôn hả? Còn đây là bịch lẩu thái hả mẹ? Lẩu thái. Mình cũng dùng hết bịch luôn. Dùng hết bịch luôn. Cái này là chỉ để nó có cái mùi vị thôi mà, chứ nó đâu có gia vị mặn. Không, trong đây nó có vị mặn mặn. Rồi củ riền. Đây có luôn, có cái vị mặn mặn là của muối, rồi củ riền, rồi hành tỏi phi trong đây luôn. Trời ơi, nóng không mà sư thầy tay khóc. Rồi nước sôi rồi, bây giờ mình sẽ cho cái hỗn hợp bên kia qua.
Con nghĩ cái này chắc nó chỉ chua nhẹ nhẹ thôi mà. Nó chua nhẹ, để hồi mình nêm thử coi nó chua tới mức độ nào. Có gì mà thiếu chua mình cho me vô. À, mình cho cái nước vô luôn. Cái gia vị của lẩu mình cho vô luôn. Ồ, cho gia vị này vô, nhìn cái nước của mình nó bắt mắt liền, nó có mùi thơm nữa. Nó có chua không mà? Không, phải thêm me. Bây giờ mình thêm một miếng me, dầm miếng me vô nữa. Vậy giống giống như canh chua mà. Cái này tùy theo khẩu vị của gia đình thôi. Nếu như ai thích ăn chua nhiều thì mình dùng nhiều me. Rồi, mình sẽ cho thêm một miếng đường. Đường vô. Rồi, cho ngò gai đâu ôm vô. Cho một vài phần ớt nữa cho nó cay cay. Wow, thơm quá. Bụng mình đã sôi ủng ục lên rồi đây. Rồi, bây giờ chuẩn bị thưởng thức thôi. Rồi, giới thiệu với cả nhà, hôm nay có chị Sophie với Thịnh ghé chơi. Rồi có cô Út qua chơi nữa nè. Rồi hôm nay gia đình mình rất là vui. Đông đủ mọi người luôn. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng thưởng thức món lẩu cá chép giòn của cô ba, là mẹ của mình. Má có cái chắc mời món ra quán cô ba luôn. Ở Sài Gòn có nhiều tên quán cô ba lắm. Rồi món lẩu này thì mình sẽ ăn kèm với rau muống, bông bí. Xôi. Rồi lẩu xôi rồi. Giờ mình bỏ cá vô. Cá vô. Sao ăn mà thấy hình sự dữ ta? Hả? Hả con? Sao không ai nói gì hết trơn? Út nói đi. Ôi bà trang trọng. Tự nhiên trang trọng như vậy. Bình thường ngồi thấp thấp đây cao quá. Ơi. Sợ độ cao. Thôi Thịnh. Đây đây. Dạ. Ủa này nấm rơm. Nó nhìn em tưởng đâu cái cục chả. Chắc là ngồi đi. Phải rồi. Thơm. Trắng là do nó tụ rơm nhiều. Kính quá nên cái sáng cái tay nó cứ chắc. Nước nữa. Cho nó nhanh chín chút để vô cái thịt xong. Hơn 50 năm mẹ chưa ăn con cá này bao giờ luôn đúng không mẹ? Đúng rồi. Hôm bữa đám giỗ mẹ có làm cái món lẩu cá này nè, nhưng mà do bận bịu mẹ không có ăn thử được. Nay không có được ăn lần thứ hai nè. Hôm đám giỗ là ăn lần đầu tiên mới biết. Rồi để cô ba nấu. Này chắc nó cũng lâu chín rồi, thấy hơi dày. Hơi lâu thì chứ cá từ cá sống. Giờ mình hấp cái đó đi, hấp cái đó xong rồi. Món lẩu á, ăn cảm thấy ngon là tại vì nó có cái cảm giác chờ đợi. Rồi, đẩy đẩy bùng lên cái rồi. Tiếp được chờ. Đây mình hấp cái này đi, hấp ăn này trước đi còn. Thử cái nước trước đi. Được con được rồi nữa. Chị mời chị. À, chị có cái nước xương của theo thịt theo thôi, mẹ có cá nữa. Đi nha. Đó, cá nè. Cá ngon thế. Đợi cho chín được chưa? Một xíu nữa. Để cho xương cá chín rồi để ra. Ăn đi Út. Thử miếng măng nữa. Măng này con nghĩ là nó chua, ai giờ về mình rửa mình vắt nước á. Nó cũng cái nó còn hết, chua ít. Hết chua rồi. Chua nhẹ à. Ủa, dạ này không phải măng tươi hả mình? Măng dạ, chua Út. Măng chua. Chua là sao rồi nó ngâm nước hả? Ngâm muối với muối giấm. Giấm. Vậy là nó cũng như là nó làm lên men luôn. Vậy, dạ, dạ. Đúng cho rồi. Qua ngày đúng không? Qua đêm đúng không? Dạ, qua mấy ngày luôn. Sao chị Sophie? Ngon quá. Sao thấy chị hiền quá vậy? Dạ, làm hết trơn hả tội à? Hôm nay cô ba chỉ việc đứng nấu thôi, còn mấy việc lặt vặt là chị Sophie hỗ trợ. Lặt rau nè, xắt cà chua, xắt khóm. Đứng chùm lửa nữa chứ. Vớt bọt nữa nè. Đứng chùm lửa nữa. Vậy mình cực nhất đó hả? Cực nhất á, ngồi chờ, anh ngồi chờ lắm à. Chắc là mang
ngon thì ăn mang lên ăn cá nha. Ý thứ mình biết hai thứ. Hiểu ý quá hả Hảo? Quá hiểu, quá hiểu. Hạ bớt khen, hạ bớt. Vậy mốt đừng có ai mà khen nước mắm ngon. Nhìn con cá này ngon này. Cá này. Cá lặn đâu hết à? Đây. Ai chan uống không ạ? Hình về miền Tây cũng khá lâu, quen với khẩu vị đây chưa? Quen rồi, ăn nhưng mà nhà của mình nấu ăn khác với mấy chỗ kia, ngọt hơn. Còn ở đây là nấu mưa, kiểu như miền Trung ăn giống như thế này. Trung ăn món gì không? Cá Úc. Dạ. Miền Trung vừa nấu ăn ngon mà người cũng nó ăn đẹp. Ngon để mang cái nó. Anh ba nói chuyện gì vậy anh ba? À, anh ba đâu chứ, anh ba đâu anh ba? Giờ mỗi mòn nè. À. Ngon thật. Cá nó giòn quá. Ăn giòn như giống như kiểu cái dưa găng á. Sao ăn miếng cá này thấy ok không? Cá giòn mà ngọt lắm. Nhưng mà có xương. Có xương nó răm răm trong á. Cái xương này ngay chỗ cái bụng á. Dạ. Nè con, nè. Nó giòn rụm luôn. Cái đó là cái bụng. Còn cái này là trên cái ở trên cái lườn ở trên của nó, còn cái miếng là cái bụng, ngay cái bụng nó còn cái xương xương. Rồi mẹ thử đi mẹ. Rồi. Rồi để ra vô. Thật tình luôn là mẹ chưa ăn cá này chưa bao giờ. Cá này luôn bao giờ. Mặc dù hôm bữa đám giỗ thì có làm cái món này để đãi. Nhưng mà mẹ bận bịu không có ăn luôn. Ừ, cuối cùng cũng ngon quá. À. Ngon. Nghe đồn đã lâu nay mới được thưởng thức hả mà. Ừ. Nó giòn ha, cắn giòn. Nó phọt cái nước ra nữa. Giòn. Lần đầu tiên con cá này. Nó giòn giòn ha. Con lỡ xương vô chén là. Dạ. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video clip ngày hôm nay. À, mọi người nhớ bấm đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ gia đình mình nha. Rồi cảm ơn. À, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người. Camera vô ăn đây.